Xin chào các bạn, hôm nay đại lý mì sẽ giới thiệu cho các bạn một số sản phẩm mì không chiên AC Cook dùng để xào và nấu. Đây là một cái thùng, trong đó có là 4 túi 720g. Tại sắp sẽ tách vỏ ra cho các bạn xem. Đây là mì không chiên tốt cho sức khỏe, được hay dùng các quán ăn mà hạng sang đó hay sử dụng cái mì này. Thì mì không chiên nữa tốt hơn mì thì mì chiên một chút xíu, ăn nó không có nóng, nó tốt cho sức khỏe hơn rất nhiều. Đây là cái gói của nó, một thùng nó là có 4 gói, một thùng 4 gói 720g. Như các bạn đã thấy là dùng để lẩu, nấu lẩu, xào, nấu với mì màu vàng tôm luôn, rất là đẹp. Đây có hướng dẫn cách sử dụng luôn. Các bạn có muốn mua hàng thì hãy đặt hàng qua số điện thoại và website bên dưới. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.